đây là cái đồ chơi bong bóng bơm nước già. Bây giờ mình sẽ phủ ba bơm nước già cho mấy cái bong bóng này nó bự lên rồi mình sẽ chơi. Mà cho một chút nước ở trong chứ không nó bể. Nó đang cần lên. Này có một cái nó đang phình lên này các bạn. Dài quá. Có cái này là nặng rồi. Wow. Từ từ nó sẽ rớt xuống nha các bạn. Cái này rất là thông minh. Đó. Hai, ba trái rớt, bốn trái rớt nè. Rồi phun nước. Mát chưa? Ôi nó sắp rớt rồi, bự quá các bạn ơi. Ý có một trái nữa. Để con đổ nước đi. Nó rớt này, rớt này. Bự lắm. Con tụi con nghe lên nó rớt này các bạn ơi, rớt. Nó rớt này các bạn nè, nó chuẩn bị rớt nè. Có mấy trái nặng. Bên để ném mấy cái bóng này nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đứng bên này, còn thằng em mình sẽ đứng bên kia nha các bạn. Đọc ra. Đọc ra. Đọc ra.